Sáng tỏ chuyện Hồ Văn Cường hỗn hào bố đẻ, ekip Phi Nhung dàn dựng kịch bản. Thông tin Hồ Văn Cường có hành động hỗn láo với bố đẻ được ekip của ca sĩ Phi Nhung cung cấp có nhiều ẩn khuất cần làm sáng tỏ. Mới đây, dư luận xôn xao khi cộng sự của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ tung tin nhắn cùng hàng loạt hình ảnh tố Hồ Văn Cường có hành động hỗn xược với bố ruột. Theo đó, người này khẳng định gia đình của giọng ca Gò Công đang gặp lục đục. Không chỉ cung cấp thông tin, cộng sự của cố ca sĩ Phi Nhung còn tiết lộ đang nắm giữ trong tay loạt bằng chứng cho thấy fan của Hồ Văn Cường vô cùng ngang ngược, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mẹ con cố ca sĩ. Người này dọa nếu không có động thái sẽ tung thẳng bằng chứng lên mạng. Trong loạt ảnh đã đăng tải, có hình ảnh người đàn ông mang gương mặt khá giống với bố của Hồ Văn Cường đang mâu thuẫn với một người mặc áo đen, hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Một câu nói rất quen thuộc cũng từng nói, nghĩ đến việc nào giờ cố công xây dựng cho một hình ảnh thật đẹp, lộng lẫy, ngoan ngoãn, lễ phép và gia đình đầm ấm, chứ bên trong thế nào tự nó biết. Ráng kéo đến hình cuối cùng coi hai người trong ảnh là ai và họ đang làm gì, đầm ấm ghê hang. Hình được chụp lại từ clip thôi, chứ còn những hành động ngang ngược nữa là tôi đang clip full, người này gay gắt nhắn nhủ. Sau bài viết đăng tải đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Trong bài, cộng sự của cố ca sĩ Phi Nhung không nói rõ là ai, nhưng qua chia sẻ có thể thấy người này đang nhắm thẳng vào Hồ Văn Cường. Theo lời người này thì giọng ca Gò Công đã có hành động láo xược với bố, chứ gia đình không hề êm ấm, hạnh phúc. Tưởng chừng sẽ kéo dư luận về phía mình, nhưng không. Phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung đã nhận được hàng loạt những lời bình luận bức xúc của cư dân mạng như sau. Nếu giữ lại video đó thì quản lý có mục đích từ lâu, thật đáng sợ. Kể cả thế cũng không liên quan đến việc ông bà giữ tiền của cháu nó, lại đánh tráo khái niệm nữa à. Ai sai cái gì thì chịu trách nhiệm cho cái đó, không mang cái này ra lấp liếm cho cái kia. Tại giờ người cũng đã mất rồi, ekip còn gì để làm đâu. Đã vậy bị mất cục tiền nên ấm ức. Thằng bé còn nhỏ, phạm phải sai lầm là chuyện đương nhiên ai cũng phải trải qua. Còn tụi ekip quản lý gì đó đã già cái đầu rồi mà còn hơn thua tức tối đối với một đứa con nít, còn hơn cả đàn bà. Bọn ekip này nó bị rồ hay sao ấy chứ, người ta đã không thèm quan tâm nữa mà cứ ngoi lên. Ekip cay thế, đã bảo mọi việc dừng lại mà giờ làm cái trò trẻ con vậy, đúng là sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hóa ra ekip của cố ca sĩ Phi Nhung và quản lý đã quay sẵn những clip như vậy để thủ thế, điều khiển và uy hiếp Hồ Văn Cường. Chưa bàn tới việc những hình ảnh và clip đó bị gài hay không, có bị cắt ghép hay không, có bị thiếu đầu thiếu đuôi hay không, thì một điều chắc chắn là ekip chả tử tế gì, thật là nham hiểm. Cứ tung đi, chưa biết bên nào bị chửi bị ghét nhiều hơn đâu. Cứ ngửa đầu lên, nhổ nước bọt thì cái mặt chúng mày dính trọn vẹn hết thôi. Tuy nhiên, cũng từ những hình ảnh này, dân mạng đã tìm ra dấu vết minh oan cho Hồ Văn Cường. Theo đó, netizen cho rằng Hồ Văn Cường vốn có dáng người mảnh khảnh, chứ không mập như người trong ảnh. Nhân vật áo đen, người to đô, vòng ngực to và hai người này lại hoàn toàn khác nhau. Thêm một chi tiết khác cho thấy, người mặc áo đen trong cảnh có dáng dấp tương đồng với mẹ của Hồ Văn Cường. Vì vậy, rất có thể người mặc áo đen là mẹ ruột của Cường, chứ không phải là nam ca sĩ. Hiện tại hình ảnh vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Công an tỉnh Long An nói gì về cuộc gặp 50 người ngày mai ở Thiền Am của bà Phương Hằng? Theo Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đoàn ghé thăm của bà Nguyễn Phương Hằng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh của tỉnh Long An. Vào chiều ngày 2 tháng 11, trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ có cuộc ghé thăm Thiền Am bên bờ vũ trụ để tìm hiểu sự việc về ông Lê Tùng Vân. Theo bà Hằng, con trai bà cũng đã góp vào quỹ từ thiện của nơi này, vì thế bà ghé thăm hoàn toàn chính đáng. Thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đại diện thông báo trên mạng xã hội. Tất cả người tham gia đều đã tiêm ngừa 2 mũi vaccine. Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến thăm dựa trên sự tuân thủ đầy đủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh và tuân thủ nghiêm pháp luật của nhà nước. Như tôi đã nói rất rõ, lý do tôi đến thăm là vì ông Lê Tùng Vân mời và tôi đi với tư cách là mạnh thường quân, chung tay hỗ trợ các trẻ em mồ côi theo như lời kêu gọi từ thiện từ nơi này. Tất cả những người không nằm trong danh sách chúng tôi gửi đến Công an tỉnh Long An thì đều không thuộc đoàn thăm và không thuộc nhân sự của công ty cổ phần Đại Nam. Tôi và công ty Đại Nam sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với những cá nhân nằm ngoài danh sách này. Trưa ngày 3 tháng 10, trao đổi với phóng viên, Hoàng Nguyên tại Thiền Am bên bờ vũ trụ cho biết sẽ không tiếp bà Nguyễn Phương Hằng vì tình hình dịch bệnh đang còn căng thẳng.
Gần một năm qua, chúng tôi đã đóng cửa không tiếp khách vì tình hình dịch bệnh, chứ không phải mới đây. Hơn nữa, thái độ của cô Nguyễn Phương Hằng là không có thiện chí, chúng tôi sẽ từ chối tiếp, Hoàng Nguyên nói. Cũng trong trưa cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An về chuyến thăm gồm 50 người của bà Nguyễn Phương Hằng. Long An hiện tại đang là vùng cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến thăm hỏi của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi, giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không vấn đề gì. Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì, nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, ông Hồng cho biết thêm. Thời gian qua có nhiều đơn tố cáo phản ánh của dư luận về tỉnh Thất Bồng Lai. Bên cạnh đó, những người ở địa điểm này cũng đã cho rằng mình bị tấn công với nhiều vết chém trên cánh cổng. Về vấn đề trên, Đại tá Minh Hồng cho biết thêm, tất cả những vấn đề gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, công an đều đã nắm. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xác minh và làm rõ sự việc. Phó giám đốc doanh nghiệp bắt cóc đưa thiếu nữ vào nhà nghỉ hiếp dâm, hành vi bỉ ổi, côn đồ. Luật sư đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận. Vị phó giám đốc doanh nghiệp và đồng phạm sẽ đối mặt với án phạt nặng nếu bị truy tố hai tội danh. Ngày 3 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giam anh Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, là phó giám đốc một công ty tại Bình Thuận và Trương Đình Vinh ở huyện Tuy Phong để phục vụ công tác điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo tố cáo của thiếu nữ tên T, sinh năm 2006, nhân viên quán karaoke tại thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, cho thấy 17 giờ ngày 31 tháng 10, Tuấn và đồng phạm khi ăn nhậu và hát karaoke tại quán thì có một người trong nhóm đặt vấn đề để em T đi qua đêm, nhưng thiếu nữ không đồng ý. Nhóm đối tượng sau đó khống chế đưa thiếu nữ T lên xe ô tô mang biển kiểm soát 86C15289 đưa đến khách sạn Hưng Thịnh, khu phố 5, thị trấn Liên Hương. Tại khách sạn, một số đối tượng đã đưa em T vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm, trong đó có Lê Anh Tuấn đã giao cấu. Ngoài hai đối tượng tạm giữ, cảnh sát còn làm rõ hành vi của những người có liên quan bao gồm Nguyễn Văn Hùng, 41 tuổi, ngụ Nghệ An, Nguyễn Văn Chiến, 26 tuổi, ngụ Hà Tĩnh và một người tên Sơn chưa rõ lai lịch. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa đánh giá việc nhóm đối tượng khống chế ép một thiếu nữ vào khách sạn để giao cấu thể hiện bản chất côn đồ, xem thường pháp luật và gây bức xúc dư luận. Trong vụ án, Lê Anh Tuấn là phó giám đốc một doanh nghiệp, ông ta có trình độ hiểu biết, có kiến thức. Vậy mà chỉ vì chút dục vọng ích kỷ đã không kiềm chế được bản thân, làm hại một bé gái. Hành vi bỉ ổi này thật đáng lên án, luật sư Giáp bày tỏ. Theo luật sư, từ thông tin ban đầu cảnh sát công bố, nhóm đối tượng ép thiếu nữ ở quán karaoke lên ô tô đưa về khách sạn hiếp dâm đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Khi bị cơ quan pháp luật truy tố xét xử với hai tội danh trên, Lê Anh Tuấn và đồng phạm phải trả giá đắt với những tình tiết tăng nặng khi hành động theo nhóm. Ông trích dẫn Điều 157 Bộ Luật Hình sự quy định về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật có khung phạt từ 7 năm tù nếu có tổ chức hoặc bắt phụ nữ trẻ em dưới 18 tuổi. Ngoài ra, người vi phạm có thể đối mặt với bản án 12 năm tù nếu làm tổn hại 61% sức khỏe nạn nhân. Còn tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào đe dọa, dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!